Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 200 triệu tốt cần có cái hiệu DRI nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi ra một start chatbot nè bạn. Kèo này các bạn làm nhanh để end trong ngày hôm nay nha các bạn. Rồi các bạn bấm subscribe này, ai góp end vào ngày 10 tháng 6 nè các bạn, và không có vào ngày 20 tháng 6 nè. Đi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group follow kênh seller nè. Rồi sau khi bạn join vào kênh group xong bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục bạn join tiếp kênh seller nè. Sáng cái máy mình sao mà nó lót chậm quá các bạn. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục các bạn follow Twitter và tag ba người bạn mình vào các bạn, để mình qua Zalo mình lấy ba người bạn của mình. Rồi các bạn copy ba người bạn của mình nha các bạn. Tại mình rồi các bạn vào đây các bạn follow, like và retweet tag ba người bạn nữa. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn sợ chúng vô thằng này. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn cho tweet nè. Các bạn dán tag ba người bạn của mình vào các bạn, rồi bạn tweet lên. Sau khi tweet xong thì bạn bắt đắp lên bot nè. Các bạn follow minimum nè. Minimum các bạn follow không được thì các bạn copy minimum dán vào URL nha các bạn. Mình follow được nè. Rồi các bạn follow nha các bạn. Dự án này hình như là hôm qua mình có định làm giới thiệu cho các bạn nên nó lót hoài không được. Rồi các bạn mới đắp lại. Rồi bấm vào submit đi tên. Rồi các bạn bấm done. Rồi tiếp tục các bạn gỡ được blue file đường link Twitter mình nha bạn. Thì bạn mở Twitter lên nè. Nhấp cho bao anh cùng, nhấp cho một user nè. Các bạn nhấp cho bao anh cùng nè, nhấp cho chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường link mình nha bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ lại cái link retweet bot tăng ba người bạn nha bạn. Thì mở Twitter cái lại nè. Bạn anh cùng nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn đã chia sẻ cái bài tweet nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Nãy có kêu cố gắng hashtag không ta? Follow retweet and Bifin what you read in retweet in. Rồi các bạn ghi dán vào được các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ đường link profile minimum nha bạn. Thì trên đường link profile minimum thì các bạn nhấp vào minimum nè. Minimum nó khá là chậm luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh ba chỗ gạch trên đây nè nghe các bạn. Một đường đen nè. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar với mình nha các bạn. Để chờ lót chút xíu các bạn, minimum lót khá là chậm luôn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Các bạn sao chép đường link minimum mình nè, các bạn bắt up lên nè. Đối với bạn nào chưa có tài khoản minimum thì đăng ký tài khoản trên minimum luôn nha các bạn. Rồi bạn dán ở đây nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên B Smart Chain Pet 20 nè. Các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra, các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sở tiết để cập nhật tài khoản nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 200 tốc cần có hiệu là DRI nữa. Vậy video này kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.